Happy Thanksgiving. Sáng hôm nay mình muốn đạp xe đạp đi. Trong lòng thấy nó vui vui buồn buồn. Tại vì lấy lọc mà kẹt ở nhà hết trơn cái chọi. Con cái cũng lớn hết rồi, nó cũng không có thích sum vầy với mình. Nó muốn tự do đi chơi đi đây đi đó cho nên. Nhưng mà đến ít ra chiều nay cũng có một cái buổi tiệc trong nhà. Thì bây giờ trước khi đi tiệc mình chạy vòng vòng tập thể dục cho nó có sức khỏe, mai mốt tìm bạn mới chơi, nghỉ chơi con luôn. Bye bye. Trời nắng lên rồi nhưng mà vẫn còn thấy lạnh lạnh nha. Áo mình mặc không đủ ấm tơi. Nhớ lại những năm trước mà lễ tạ ơn có ngày mà không được đẹp, mưa lạnh, năm nay trời đẹp quá. Nhưng mà đến lúc mình dự tiệc thì trời tối hù rồi. Trước khi đạp vòng vòng xa thì mình đạp trong cái khu gần nhà này, nó sát bên vách núi á. Như là mình warm up nó trước, mình cử động khởi động chứ. Hôm nay không biết có ăn được con gà lôi không, nhiều thường có con gà lôi rồi mà tới trễ ăn cũng sạch bách hết à. Tự nhiên cái lễ cái mình muốn ăn miếng gà lôi, thật ra không thích, nó khô. À, mấy đứa nhỏ lúc nhỏ thì mình thấy nó vui tại nó lính quýnh bên mình suốt ngày á, lúc nào nó cũng cần mình hết. Bây giờ nó lớn hết rồi nó không có thèm nữa. Mình giờ mình muốn mùa Noel này giờ đi chơi nó, mình nghĩ lại cũng không vui, nó ép nó đi. Kiểu như giờ con gái thì nó cũng lưỡng lự, nó không muốn đi mà mình ép nó đi thì không vui, tại nó thích ở với bạn nó chơi vui hơn. Mình với thằng Út đi thì hai cha con là lững tững thì cũng anyway để coi thôi, buồn quá thôi cũng đi đại. Trời lạnh đi Hà quay dưới rồi, sướng rồi ta, đi 5 ngày. Anyway, đạp xe đạp chút rồi mình có gì vui tán dóc sau nha. Ba cái áo mỏng không có đủ ấm, lạnh quá. Giờ mình đang chạy ra ngoài đường, hôm nay lễ ai cũng ở nhà lo nướng con gà. Nhiều người họ không thích ăn gà đó, họ nướng thịt beef là thịt bò thôi, là họ nướng họ ăn vịt quay. Ồ, Việt Nam mình còn cái màn ra tiệm vịt quay á, mua một con gà lôi mà cái kiểu quay như vịt quay, cái mùi vị nó ngon hơn chút xíu. Nhưng mà cái thịt nó cũng vậy à, thịt bên trong nó cũng lạnh, cũng nó ngon hơn chút xíu thôi. Nhưng mà đặt bữa nay mấy cái tiệm vịt quay đó là cũng đắt lắm. Mấy cái chợ xếp quay là gì họ cũng có đặt gà lôi. Mấy cái tiệm gà rán cũng có làm. Ở nhà chắc mấy đứa nhỏ nó nướng, chị nướng. Đi ăn tiệc mà mình là khách thì vui nhất à. Ăn xong rồi xách đít về. Có công có tốt lắm thì có lại dọn dẹp chút đỉnh. Còn mình là người tổ chức tiệc á, trời ơi, ta nói lon bia lon nước ngọt rồi mấy cái dĩa rồi đi dọn dẹp cả tiếng đồng hồ cũng chưa xong. Và ngày mai sáng thức dậy thấy một đống chén thấy bà ớn. Hồi lúc mình có vợ có cái nhà đó mình cũng tổ chức vài lần tiệc tiệc sinh nhật mấy đứa nhỏ,
đầy tháng nôi nôi rồi gì đó, trời ơi nó mệt. Đã có chị giúp rồi đó, nhà mình có hai ba bà chị rồi đứa em giúp. Ơi lạnh quá đi thôi. Mấy tay ba lô sống ở Việt Nam cũng ăn lễ tạ ơn chắc ha. Ra mua gà rán về ăn. Ơi rồi đó, ngày nào đó mình sẽ về Việt Nam chơi lại. Lâu quá rồi, 12 năm rồi. Morning. Ta đạp xe đạp thường mà đạp nhanh hơn mình. Mình đạp xe đạp điện mà chậm hơn là sao. Anyway, đạp tiếp. Nhìn lên đồi có cái nhà rộng và có những con ngựa. Nhìn đẹp không? Để mình chụp vài tấm ảnh nha. Đạp bây giờ cũng hơn 10 mai rồi. Giờ mình tự nhiên hứng quá, chạy đi ghé nhà nhỏ em coi nó có nhà không. Mình mượn chiếc xe đạp thường mình đạp, xe cột á, của mấy đứa nhỏ nhỏ. Xóm này hồi lúc trước mình cũng share phòng nhà nhỏ em ở cũng lâu rồi, 10 năm khoảng đó. Lúc trước khi tôi có vợ xong mình dọn ra khu này. Nó mua không nhận nhà, anh chị em ai mua căn nhà giữ tới giờ luôn, ai cũng vậy hết, có mình giữ bán nhà trước. Căn nhà đầu tiên giữ được có mấy năm, từ không nhớ nè, từ dưới 5 năm. Nhà mua là nhà thứ hai cũng giữ được có 5 năm rưỡi rồi, cuối cùng cũng buông ra, chịu không nổi. Một mình làm lương kỹ sư mà phải trả tiền tiền nhà, tiền xe, tiền lý dị, trợ cấp con, chịu không nổi. Anyway, để vô coi chiếc xe đạp nó tốt hơn là mình đã lấy, tính lấy vậy đạp. Chiếc xe của thằng cháu nó tháo banh ra hết trơn rồi, mình tưởng còn ngon, tưởng còn gắn lại nguyên chiếc để mình đạp vòng vòng thử coi. Thôi, để bữa nào kiếm mua chiếc đại để đạp thử. Lên dốc nhìn xuống núi nè, nhìn lên chân núi đẹp không. Đi ngang cái freeway thì chắc ồn dữ. Ước gì leo lên xe chạy một tăng lên tới Vegas. Nhìn xuống phong cảnh núi có hùng vĩ không. Đạp
được 12 mai rồi, đói bụng quá chừng rồi. Về kiếm gì ăn mới được. Thế đây quê không biết nói gì thêm nữa, mình chạy về rồi nghỉ ngơi chút, chiều đi ăn tiệc. Tạm chào. Ôi, tính đạp 20 mai nhưng mà cuối cùng đạp được có 13 mai, thấy chán quá. Về nghỉ ngơi kiếm gì ăn đói bụng nữa. Trời đẹp quá. Ôi, nghĩ lại muốn mua chiếc xe đạp cũng quá. Bỏ khoảng 150.000 mua chiếc tốt tốt. Chiếc tốt thiệt tốt là tới 8-9 ngàn lần. Nó làm carbon, Việt Nam gọi là bằng carbon. Yeah, có sức khỏe là đạp xe đạp được, khỏi muốn đạp xe đạp điện. Đạp được 1 tiếng đồng hồ. Lúc sáng ra vừa ra khoảng nửa tiếng đầu đạp lạnh quá, giờ ấm rồi. Nhiệt độ thì vẫn còn lạnh đấy, nhưng mà tại vì mình đạp xe đạp nên ấm. Anyway, happy Thanksgiving. Đến nhà mấy đứa cháu ăn lễ tạ ơn, mà năm nay thấy buồn chán quá nên chơi chút xíu rồi về. Bên trong thức ăn cũng không có cái gì hấp dẫn nên mình không có quay. Tụi nó cũng không thích chia sẻ nữa. Thì nói tóm lại là mấy nhóc nó nhậu nhẹt ăn thịt này nọ rồi đó. Thôi mình đi vô chơi chút rồi về, chở mấy nhóc về thôi.